Tin vui, Đức Thánh Cha Francisco công bố sẽ tổ chức một thượng hội nghị tại Vatican vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 để tấn phong các đức Hồng Y pha mới từ khắp các nơi trên thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các đức tân Hồng Y, để qua sự gắn bó của các ngài với Đức Kỳ Đến Tổ. Vị thượng tế nhân lành và trung tín, các ngài có thể giúp tôi trong sứ vụ là giám mục Zomer vì lợi ích của toàn thể dân thánh trung thành với Thiên Chúa. Với lời kêu gọi trên, Đức Thánh Cha tuyên bố ngài sẽ tổ chức công nghị tấn phong 21 tân Hồng Y vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 tại Vatican. Công nghị sẽ diễn ra trước Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới dự kiến tổ chức vào tháng 10. Đức Thánh Cha cho biết thêm rằng việc bổ nhiệm các tân Hồng Y để cho thấy mối liên hệ không thể tách rời giữa Tòa Thánh và Giáo hội địa phương trải khắp thế giới. Theo Vatican Nuncii, 21 tân Đức Hồng Y sẽ bao gồm 1. Đức Cha Jabberfer Lansasi Perzevosi, O.E.C, Anh, Bộ trưởng Bộ Giám mục. 2. Đức Cha Claudio Gugolti, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương. 3. Đức Cha Vita Manuel Fernandesi, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. 4. Đức Cha Emin Poncezic, Sứ thần Tòa Thánh. 5. Đức Cha Kerzisi Toplusi Ipgogasipie, Sứ thần Tòa Thánh. 6. Đức Cha Pibatisi Tabitsabala, Thượng phụ Latin của Gezaselam. 7. Đức Cha Siti Vanberzisilin, Tổng giám mục Cape Town Capsitat. 8. Đức Cha Angel Sixito Josi, E.C. G. Tổng giám mục Codaber. 9. Đức Cha Luisi Gosuzui de Ebicio, Tổng giám mục Bầu Gauter. 10. Đức Cha Gassi Gosizi, Tổng giám mục Ốt. 11. Đức Cha Siti Van Emil Martin Maler, Tổng giám mục Guber. 12. Đức Cha Gosu Kobo Cano, Tổng giám mục Madrid. 13. Đức Cha Perzou Tesizu Gapur, Tổng giám mục phó của Taboza. 14. Đức Cha Sabasi Chanfer Lansasi, Giám mục Penang. 15. Đức Cha Siti Vân Châu sau đến Yan Kesi, G, Giám mục Hồng Kông. 16. Đức Cha Phở Lan Ao Si đến Sebebu City Lâu, O, F, M, Canover, Giám mục Gachio. 17. Đức Cha Amezi Câu Manuel Aifu Aguin, Giám mục Phụ tá Lisbon. 18. Cha Angel Fernandez Atam, Kesi, D, B, B trên cả dòng Sa Lê Điêng. Đức Thánh Cha cũng phong Hồng Y cho 3 vị trên 80 tuổi vì sự phục vụ nổi bật của các ngài trong giáo hội. 19. Đức Cha Agostino Maceto, Sứ thần Tòa Thánh. 20. Đức Cha Diego Rafael Padre dân Sanchezi, Nguyên Tổng Giám mục của Cumana. 21. Cha Luisi Pasi Quandera Amcap, Cha giải tội tại Đền Thánh Đức Mẹ Pampe, Bunosiegisi. Trước khi từ biệt giáo dân tại Quảng trường Thánh Phê đến Rô, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các Đức Hồng Y tương lai để giúp các ngài phục vụ giáo hội và lợi ích của các tín hữu. Cuối cùng, như thường lệ, ngài chúc bình an cho các tín hữu.